Sáng nay, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, huyện Khoái Châu tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Tới dự và trao huân chương của Chủ tịch nước cho nhà trường có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật được thành lập từ tháng 8 năm 1992 với tên gọi là Trường Phổ thông Năng khiếu Châu Giang. Đến tháng 10 năm 1997, trường được đổi tên thành Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật. Phát huy truyền thống với bề dày lịch sử 31 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong công tác dạy và học. Tỷ lệ học sinh giỏi trong nhà trường hàng năm đạt 90%. Nhà trường đã bồi dưỡng được hàng ngàn em học sinh giỏi các cấp. Tỷ lệ học sinh khối lớp 9 tham gia thi vào lớp 10 trung học phổ thông luôn đỗ ở mức cao. Nhiều em thi đỗ và được tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông chuyên của các trường đại học nổi tiếng và trường trung học phổ thông chuyên của tỉnh. Với những kết quả đạt được, nhà trường nhiều năm liền được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi lễ, ghi nhận những kết quả mà nhà trường đã đạt được, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho nhà trường. Đây là động lực to lớn để thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục hiện nay, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của nhà giáo, tích cực nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời, các thế hệ học sinh tiếp tục không ngừng phấn đấu trau dồi kiến thức, vững vàng trên chặng đường thành công.